Một dòng trai đất, Phong ngồi đây, Phan ngồi kia, ta gặp nhau rồi gì nữa ta? Rồi chúng ta có yêu nhau không kìa? Ok bạn ơi, thì mình rất là yêu thương những bạn fan của mình luôn. Có bạn fan nào mà yêu thương Phong không? Nhớ bình luận lại cho Phong biết nha. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình đã vào trong game mini quiz để mình coi coi có gì mình quay lên cho anh em xem nè đó. Thì hôm nay mình đã vào trong làng Hero Team bạn ơi. Ngôi làng thật là yên bình và không hề có một tiếng động gì ồn ào cả. Hey, thật là yên bình. Tao ơi, cái gì vậy? Ôi, trời ơi, mình mới vừa nói là yên bình xong cái tiền có người nào làm sao vậy? Giật hết cả mình luôn. Quay từ ai kêu tôi vậy chứ? Hình như là Sam thì phải, đi xuống coi coi. Ủa gì vậy? Trời ơi, ông làm như nói thật quá trời, kêu tôi nhờ ông chuyện này nè. Nhờ gì? Rồi bây giờ ông ngồi đây, ông trông mẹ ca giùm tôi để tôi đi chờ nha. Nhớ nha. Hả? Cái gì? Hôm nay tôi đang bận gọi là lên trên game mini quiz để tôi gọi là quay video cho mấy bạn fan xem rồi, cho nên tôi không có trông cam được đâu, bà tự trông đi. Vậy bây giờ ông đi chờ ông nấu cơm cho tôi nha. Tôi sẽ không nấu cơm được, ông không trông mấy ca cho tôi. Hả? Cái gì? Tôi đâu có biết nấu cơm đâu. Bà là con gái thì bà phải nấu cơm chứ. Chứ tôi đâu có biết nấu cơm đâu. Tôi nấu đồ ăn dở lắm, bà ăn xong bà nhập viện, ráng chịu nha. Đó, thì bây giờ ông trông mấy cam để tôi đi chờ tôi nấu ăn cho ông ăn nè. Khổ ghê. Vậy rốt cuộc tôi vẫn phải trông bé cam này hả? Nhưng mà bé cam nó quậy lắm. Thôi nhưng mà bây giờ nè, bà kiếm đại một cái nhà trẻ nào gần đây bà gửi nó vô đi. Bây giờ ông nhìn cái làng này có nhà nào giữ cho trẻ ông, làng vắng tanh như chùa Ba Anh luôn á. Còn ông với tôi á trời. Chán quá à. Tự nhiên không, bây giờ bà bắt tôi phải giữ con bé cam này. Con bé cam nó quậy lắm, tôi không giữ nó được đâu. Bây giờ sao ta? Mấy bạn ơi, bây giờ nè, Sammy nhờ mình giữ con bé cam giùm. Nhưng mà con bé cam này thì cực kỳ quậy luôn đó, mà mình không giữ được. Mà nếu như mà mình không chịu giữ con bé cam á, thì Sammy sẽ không nấu cơm cho mình ăn. Thế là mình sẽ nhịn đói, mình sẽ chết đói luôn. Mình sẽ không thể nào quay clip cho các bạn xem được. Giờ sao ta? Làm cách nào ta? Mình đã có cách. Đúng rồi. Ê Sam ơi, Sam. Hả? Tôi có cách này khá là hay nè. Đây để tôi. Cái gì chứ, cái việc gọi là trông giữ con cam thì quá đơn giản. Trời ơi, mình thật là thông minh. Mới đó mà mình đã suy nghĩ ra một cách rất là hay các bạn ơi. Ok. Làm như đập nhà vậy. Để tôi. Bây giờ tôi sẽ vào đây nè, tôi lấy cho tôi ra một cái hàng rào đó. Một cái hàng rào, đây cái hàng rào bằng gạch luôn đi cho nó chắc chắn, hiểu không? Đó, để ngoài đây. Gắn một cái hàng rào ở đây. Đó, hàng rào màu cam luôn nha, thấy không? Hàng rào màu cam luôn, rất là hợp chi với con bé cam. Đó, đóng lại. Cam ơi, qua đây cam. Qua đây. Nhanh lên cho cái con cam này chậm chạp vậy. Chui vô nhanh lên cam. Chui vô. Đúng rồi, chui trong đó, đúng rồi. Ngoan nha thì anh mới thương nha. Ok. Rồi, bây giờ nè, tôi sẽ xây cái chuồng ở trong đây như thế này. Xong tôi bỏ con bé cam vô, thế là nó sẽ không chạy đâu được hết. Vậy tôi tha hồ mà chơi game đúng không? Cũng làm như cam tôi, làm như trò gì đấy, gà, chỗ mèo đứng đây ngồi canh giữ vậy. Trời ơi, ông phải làm chỗ đoàn hoàng chứ. Thì rồi, ok. Rồi, bây giờ tôi làm cho nó cái chỗ bên trong đây nè. Bây giờ tôi sẽ lấy mấy cái đồ chơi. Đây, tôi có chuẩn bị rất là nhiều đồ chơi trong đây luôn. Tôi sẽ lấy đồ chơi cho nó chơi được chưa? Ok. Rồi, trang trí đẹp vào. Cam tôi được cam sang trọng, mèo quý phái mà không làm gì kỳ vậy. Ok rồi. Đầu tiên là tôi sẽ bỏ mấy cái đồ chơi cho con cam. Ủa rồi, đâu rồi? Nó đâu rồi? Đó đây. Trời ơi, đó. Đi vô cam, đi vô đây, nhanh lên. Rồi, bây giờ mình sẽ để đồ chơi ở đây nè. Đó, con trứng nổ nè. Đó, con gọi là quái vật ngoài mặt trăng nè. Đó, với lại bỏ thêm con nhện. Đó, bỏ thêm mấy con nhện vô. Con nhà tôi sợ nhện, mày điên hả? Trời ơi là trời. Gì? Ủa, tôi thấy mấy con nhện này nhìn nó dễ thương mà ta. Ôi, không thích thì thôi. Quá. Không thích thì thôi. Lót cái thêm cho nó nằm ngủ ngoài đó, nằm nó phơi nắng ngoài đó chứ là rồi có cái thảm nữa đúng không? Ok rồi. Đó. Với lại tôi còn chuẩn bị cho nó thêm rất là nhiều những cái món đồ chơi khác nè. Mà khoan đã. Nếu như mà chỉ có đồ chơi không thì không được, phải cho nó thêm đồ ăn nữa đúng không? Đúng rồi, đồ ăn thức. Bây giờ ở đây nè, Cam ơi, lại đây coi nè. Ở đây anh đập cái này ra đi, anh đập cái này ra. Ok. Ở đây anh có pizza mà Cam rất là thích ăn pizza đúng không? Đó. Tiếp theo nữa là bánh kem nè, thích. Ui. Chưa? Tiếp theo nữa chính là sushi. Đó, trong đây có sushi cá ngừ nè, sushi tôm nè. Đó, Cam rất là thích ăn sushi luôn các bạn ơi. Ok, để xem còn món gì không ta. Đây, mình có chuẩn bị rồi. Đây, xin giới thiệu với Cam, đây chính là kem đầu vịt. Đó, một cái hũ kem to đùng luôn, có hình đầu con vịt.
Đó, thấy không? Bây giờ ở trong đây nè, có rất là nhiều đồ chơi luôn. Có thêm đồ ăn nữa nè, đó. Cực kỳ gọi là thích hợp dành cho Cam có thể vui chơi trong đây mà không lo gì hết. Đó, Sammy đã yên tâm chưa? Thấy không được đó, nhưng mà cũng không được. Trời ơi, bây giờ ông lên đó chơi, bây giờ Cam hay canh giữ đây mà tôi không chịu. Bây giờ ông phải xuống đây canh Cam, tôi mới chịu đi chờ, ok? Cái gì mà canh nữa, tôi đã xây một cái chuồng ở đây rồi. Con Cam nó chỉ cần gọi là chơi ở trong cái chuồng này thôi, chứ nó đừng có chạy ra ngoài là được, chứ cần gì đâu mà phải canh. Trời ơi, ông nghĩ sao lại người lạ có bắt cóc con Cam sao thì ai chiều tôi đây hả? Trời ơi, cái con mèo xấu xí này mà ai mà bắt cóc. Trời ơi. Ê, rồi, biết rồi, tôi đứng đây tôi canh nó được chưa? Rồi canh à, tôi đi chờ á. Về mà có Cam mà có bị gì là tôi lấy cái súng tôi nã ông nghe. Rồi tôi biết rồi, tôi sẽ canh Cam, tôi không cho Cam mất một cọng lông nào hết, yên tâm. Dạ ok, bye bye, tôi đi nghe. Đi. Cái đồ Sammy xấu xa, gì đâu mà không cho người ta chơi game, bắt người ta canh con Cam này. Trời ơi trời, bây giờ đứng đây cứ nhìn nó nhảy qua nhảy lại như thế này thì có gì đâu mà vui. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ mình thèm được lên trên cái dàn PC chăm cũ của mình để mình chơi game quá bạn ơi, mình thèm chơi game quá à. Mà bây giờ Sam bắt mình phải đứng đây canh con Cam à, bây giờ làm cách nào để vừa có thể chơi game mà vừa không lo cho con Cam bị bắt cóc ta? Làm cách nào đây ta? Mình mới nghĩ ra một cách này khá là hay bạn ơi. Đó chính là mình sẽ nâng cho cái chuồng này cao hơn. Đó là con Cam nó sẽ không chạy ra ngoài được. Đó, rồi sau đó mình cứ lên trên phòng mình chơi game, thế là không ai có thể bắt được con Cam cả, mà con Cam nó cũng không nhảy ra ngoài được luôn. Trời ơi quá hợp lý. Ok, xây cao thế này nè. Rồi, đó thấy không? Thấy không? Mấy bạn thấy không vậy nè, Cam nó không thể nào mà nhảy ra bên ngoài được à. Vậy là yên tâm, tha hồ mà chơi game anh em ơi, không cần phải quan tâm đến Cam nữa, cứ để nó dưới đây cho nó chơi đi. Trời ơi, con mèo này mà ai thèm bắt cóc đâu mà lo, trời là trời. À, vô chơi game thôi. Bánh kem nè, ăn miếng coi. Ôi, ngon. Rồi xong, lên chơi game bạn ơi. Sướng gì đâu, mình đúng là thông minh, thật là thông minh. 1 hour later. La 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 la. Ủa, khoan, có cái gì ta? Ủa, một con mèo. Wow, một con mèo thật là đáng yêu. Ai mà lại để cái con mèo dễ thương ở ngoài đây vậy ta? Ôi. Trời ơi, cái con mèo này ha, mà đem vô trong mấy cái tiệm bán thịt mèo á, bán thì chắc chắn sẽ được rất là nhiều tiền luôn. Còn không á thì mang nó ra ngoài mấy cái tiệm mà bán thú cưng á, bán lại cho người ta, thế nào cũng sẽ được rất là nhiều tiền. Ủa nhưng mà ai tự nhiên lại quăng con mèo ở ngoài đây ta? Để ngoài đây thì ta lấy thôi chứ có gì đâu đúng không? Ok, đập cái bức tường ra để lấy nào, đập cái hàng rào ra. Đập ra. Ok rồi. Ê, bé mèo ơi. Qua đây nè, đúng rồi. Nè mèo ơi, chú nói cho con nghe nè, chú có rất là nhiều cá luôn nè, con có muốn ăn cá không? Nếu con muốn ăn cá, con hãy đi theo chú nè, chú cho cá nha. Đi theo chú, đúng rồi, đi theo chú nè. Đúng rồi, đi theo. Chị nhanh lên, đúng rồi, đi theo chú nè. Ai trời ơi, chơi game chán quá à. Trời ơi, chơi thua hoài luôn á, chán gì đâu luôn trời. Thôi mình sẽ xuống dưới mình lấy hết đồ ăn con Cam mình lên mình ăn cho đỡ tức. À, đồ ăn đâu rồi ta? Quá trời đồ ăn luôn, lấy hết, hình như con Cam nó chưa ăn. Ủa nhưng mà khoan, hình như mình thấy nó thiếu cái gì phải không ta? Ủa nó thiếu gì ta? Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn thấy ở trong cái chuồng này nó có thiếu gì không? Sao mình thấy nó thiếu gì các bạn ơi? Ôi chết, chết tôi rồi. Thiếu con Cam. Có Cam đâu rồi? Có Cam nó biến mất rồi. Ủa kìa. Mấy bạn ơi, con Cam nó đâu mất tiêu rồi? Có khi nào nó bị bắt cóc rồi không? Toàn tôi rồi, xong tôi luôn rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Cam ơi, rồi xong, trời ơi. Cam ơi, Cam à, chị mua cá cho em nè. Ủa, con đứa này làm gì ghê vậy? Trời ơi. Tôi đâu làm gì đâu. Sam ơi, tôi xin lỗi bà, tôi lạy bà. Sam ơi, tôi lạy bà. Tôi làm gì? Tôi lỡ để Cam bị bắt cóc, mất tiêu rồi. Cam bị đúng bắt rồi. Cóc. Cam bị bắt cóc rồi. Ê trời, Sam ơi, trời rồi xong, Sammy xỉu luôn rồi các bạn ơi. Thôi, chắc là mình sẽ bỏ nhà mình ra đi đây, chứ không thôi Sam tí nữa bà tỉnh dậy bà giết mình luôn á. Thôi mình đi mấy bạn ơi, mình đi trốn mấy bạn ơi. Xong luôn rồi. Nhưng mà không thể nào, mình là người đã làm cho Cam bị bắt cóc, mình không thể nào mà vô trách nhiệm vậy được. Không được. Sam ơi, dậy, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ Cam nó mới bị bắt cách đây không, tôi nghĩ là chắc là sẽ không lâu đâu. Tôi nghĩ rằng là cái tên bắt cóc hắn ta vẫn còn ở trong cái ngôi làng này. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi với bà hãy mau mau đi kiếm con Cam đi, bà chịu không? Đúng rồi, bây giờ đi kiếm Cam đi trời ơi. Đúng rồi.
yên tâm đi, yên tâm. Thôi đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, yên tâm. Tôi nhất định sẽ kiếm con bé Cam về, về cho bà, yên tâm. Với lại trong làng mình cũng có mấy anh công an đó. Có gì mình nhờ mấy anh công an kiếm giùm luôn. Rồi mình nhờ nguyên cái hero team này đi kiếm bé Cam luôn, được không? Trời ơi, mấy bạn ơi, kỳ này mà không kiếm được bé Cam á ha, là Sammy bà chắc chắn sẽ giết mình luôn á. Cho nên mình sẽ phải cố gắng kiếm bé Cam mới được. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng mình sẽ phải đi kiếm bé Cam đây. Hey, vào trong đồn công an để nhờ mấy anh công an kiếm bé Cam thôi chứ giờ biết sao. Mấy anh công an ơi, mấy anh công an.